Welcome cả anh em trở lại kênh DHVG của ngày hôm nay. Lại tiếp tục với game Epic Magician Evil, mình sẽ hướng dẫn anh em leo ải 16.60. Hôm nay khá nhiều anh em hỏi mình ải này. Còn về ải 14.45, mình nhớ là làm video đấy. Đây hiện tại mình đang ải 18.61. Bạn là top 1 đang leo mây. Mình nhớ vừa đấy bạn là chưa lên ải 18, giờ đang leo. Chắc chắn thì nó sẽ hơn mình, tại vì lực chiến mạng ao mình khá nhiều. Bây hiện tại mình mới được 846k. Ngày hôm qua mình qua ải 16.60, thế nhưng là 800k. Hôm nay chỉ lên được có 50k thôi. Đây bạn top 1, 1.436k. Ngày mai là lên triệu dưới triệu 6. Nói chung là bạn top 1 này chắc là mấy ngày nữa sẽ full 20 map. Còn mình chắc là khá lâu, tại vì hiện tại mình đang tích kim cương em ơi. Bắt đầu từ hôm qua là mình tích dần 16.680. Anh em cố gắng tích kim cương tầm 1 tháng, về sau nó ra mấy sự đẹp tiêu rất là ngon. Còn về phần mua gì, nếu mà có cái gì để mua thì mua, còn không thì anh em mua vé đọc trứng, về sau anh em quay kiếm đêm chính rồi em dồn lên. Ok, game này anh em cày cố gắng dồn cho mình đêm chính. Như hiện tại này của mình đang thiết kế lên Natsu, tại vì lúc đầu ấy anh em được free một con trong đổi chứ đăng nhập ngày 3 đến ngày 6 thì phải ấy, được thêm máy Nasu nữa. Nói chung là tầm 7 8 ngày là anh em sẽ có hai tướng. Và đến tuần thứ hai nó lại tiếp tục với sự kiện tiêu, trong ấy nó sẽ cho máy Nasu. Anh em tiêu đủ 30k này sẽ được nguyên một con Nasu, tức là 120 mảnh. Nhưng mà sự kiện này mình thấy anh em không cần cố đâu, cần tiêu cho mình mốc 15k đến 20k thôi. Thậm chí anh em không làm mốc 10k cũng được, là mốc 5k, 10k không sao cả. Anh em cố gắng thiết kế tích tích một tí, về sau anh em chơi sự kiện nó sẽ mượt hơn. Và anh em nhớ tích cho mình cái vé tăng tốc. À quên quên, đây hiện tại mình mới tích được 5 vé cam cộng với 2 vé tím. Tại vì lúc đầu mình không máu đi mà mây, cứ tiêu ít là mình xài, cứ thiếu là mình xài, giờ hơi sót. Thế mà là về sau vé tăng tốc này sẽ kiếm thêm trang bị T7. Về phần này mình không rõ nữa, tại vì game trước mình không có chơi. Còn về ải 16.60, anh em chú ý cho mình vài con. Đầu tiên chắc chắn là dồn công la sát lên càng cao càng tốt. Tiếp đến chú ý cho mình con tanker. Đi theo như của mình thì anh em phải lên con tanker. Nếu mà không lên được tanker ấy, nếu mà tanker anh em không trâu, nó lại một kiểu khác. Nhưng mà kiểu này là cũng hao hao như của mình thôi. Nếu mà tank trâu anh em có thể trụ đến ải bot, còn không trâu anh em phải thiết kế gần có ải bot cho con tank chết để lấy 1 đến 2 lượt vô địch sang hiệp sau cho lát sớt đêm. Tiếp đến anh em chú ý cho mình Zubia. Về Zubia này mình quảng cáo khá nhiều video rồi, nó búp rất là ngon. Bình thường mấy con tướng kia nó búp theo phần trăm HP của bản thân, HP càng cao thì nó búp càng nhiều, nhưng mà nó búp chỉ có 20%, mà mấy con phụ 20% nó không bao nhiêu, nhưng mà Zubia lại khai mây, khác một trời một vực luôn. Mà chưa kể nếu anh em mà có 20 vé thức tỉnh, nó búp thêm 1 phần tư lượng HP nữa. Anh em thấy khét không? Quá khét luôn. Còn về kỹ năng, nó sẽ đêm 5 lần. Thì ra đêm không bao nhiêu, chủ yếu là phe ta hồi HP bằng 2000% công của bản thân, duy trì một lượt. Và khi lên ở cộng 7, bản thân sẽ tăng thêm 20% thanh hành động. Hơi tiếc nhỉ? Nếu mà búp cho team mình ngon, anh em tính đi, 2000% công. Tức là nếu công Zubia anh em 1000, anh nhầm nhầm 10.000, thì nó sẽ búp 200k máu. Nếu mà anh em thức tỉnh, nó sẽ lên 250k. Mà hiện tại la sức mình nhớ như là 200k thì phải. À đâu, nhầm nhầm, 190 cộng với 165 là 350k. Đúng rồi, 350k. Còn về con tank của mình, máu 250k, một phát full luôn. Hiện tại này của mình đã lên được Zubia công
gần 7k. 3k1 cộng với 3k6 là 6k7, cứ cho là 7k đi. 7k tức là mình búp được gần 140k. Nếu mà lên thức tỉnh là búp thêm 30k nữa, là lên tầm 170 đến 180k. Nếu mà có thêm búp công thì nó nhiều hơn nhỉ. Còn về truyền hình, nếu anh em mà có Luxy 2S đi ấy rất là dễ luôn. Anh em chỉ cần dùng cái lăng búp vô địch rồi cho lát sớt đêm là qua luôn. Còn nếu anh em mà không có Luxy 2S thì chú ý cho mình truyền hình này. Ở trên nhóm thì nhiều anh em bảo là cho lát sớt lên hỗ trợ đêm. Đây mình sẽ đánh đuôi em ơi. Ngày mai chắc chắn là dễ hơn ngày hôm qua. Tại vì hôm qua lực chiến có gần 800. Lúc đầu mình dùng cái lăng lát sớt luôn. Đây làm sao không chết được. Đấy còn 5% máu. Rồi anh em búp full thôi. Có búp búp luôn, không cần nghĩ nhiều. Anh em chú ý Zuya nhé. Chú ý số ở la sớt này. Tại vì mấy con mất tí máu thì nó chỉ búp cần đấy thôi. Nó không hiển thị tất cả số máu được búp. Anh em chú ý la sớt nhé. Xem số bao nhiêu. Số bao nhiêu. 134k 100. Cứ cho là 135k đi. Anh em thấy nào. Bình thường mấy con kia nó chỉ búp có mấy chục ca thôi. Không xin nhê. Khiên tiếp này. Giờ khiên máu cũng vậy. Mờ búp khiên đi. Tại vì mấy con kia vẫn chưa mất máu. Tiếp theo là sớt đánh thường nhá. Không cần dùng cái năng. Anh em mờ dùng cái năng là dụng luôn. Đấy mấy con này đầy máu dùng cái năng này. Đấy phản lại cũng không nhiều. Nhưng mà con này còn ít máu. Anh em đừng dùng cái năng. Tính ra con thổ dân này đêm cũng khá to đấy. Búp máu tiếp này. Lên luôn. La sớt có máu anh em búp luôn cho mình. Lên luôn này. Đấy. DHS mình kích vô địch rồi. Suge nhờ đến lượt lại mất vô địch. Lần này mình sẽ đánh thường đi. Dùng cái lăng tàn chết thôi. Máu không nhiều lắm nhở. À khoan á. Bên này nó sắp dùng cái lăng chưa nhở. Nếu mà dùng cái lăng này bên kia dùng cái lăng là chết luôn. Ôi chắc ăn đánh thường đi. Chém luôn. Đợi khi có búp mới dùng cái lăng. Đấm thường tiếp này. Ôi ôi, còn tí máu em ơi. Búp lên. Thí dụng. Búp tiếp 134k. Ôi ôi, mấy con kia full kê luôn. Búp khiến tiếp. Anh em thấy nào. Này, đấm luôn không có nhiều. Đấm thẳng mồm. Mất 40% máu. Đấy. Full búp mở vẫn mất 40%. Hoàn á. Đấm tiếp đi. Đấm còn một con cho dế. Con này dùng cái lăng luôn. Một xiên này. Đấy, chỉ còn một con thôi. Giờ cứ búp full cho mình. Búp được bao nhiêu thì búp, không búp được thì phải đánh thôi. Một chém này. Búp luôn, không có nhiều. Zuya còn một lượt nữa, ngon ngon. Sao bố là có búp rồi. Một xiên này. Chắc là mình dùng cái lăng đi. Đấm sợ chết luôn em ơi. Búp tiếp này. Có búp là anh em búp luôn nhá. Đến lượt Zuya này. À, chưa đến lượt à? À, mày quá có búp, không sao. Đủ đêm, đủ đêm. Mày quá còn chờ máu em ơi. Ơ khoan á, có được búp không nhở? Ui mày quá em ơi. Lên luôn. Lên 134k, búp khiên. Nếu mà HS anh em mà không đánh được thì anh em cố gắng thiết kế làm sao đến trận bốt có vô địch 1 đến 2 lượt là ok. Đánh thường luôn. Khoan á. Dùng đánh thường. Ờ thôi. Cho ăn búp máu, cứ có là búp em ơi. Không ham đánh. Ok nhá. Một xiên này. 30k. Búp máu, có là búp luôn, không có nhiều. Một sọc này. Ui 50k, quá ngoan luôn. Dùng cái lăng. Khóa cái lăng của nó, tê liệt máy quá. Ô khoan á. Còn có 20%. Tức là vừa rồi mờ liên kích là đi luôn. Nói chung ải này ấy. Nếu mà không liên kích anh em qua dễ hơn. Còn liên kích phần trăm cao là anh em dụng rất là sớm. Để cuối video mình cho anh em xem. Hai con phụ đêm bốt hơn 3 phút mới chết. Rất là căng luôn. Một xiên này. Máu bốt vẫn còn x8. Phi này. Thôi xong rồi. Trời khéo thua em ơi. Đừng liên kích. Đừng. Đấy. Nếu mà không liên kích
Sẽ có Zuvia bút thêm 134k. Máu giờ vẫn còn x6 là thua rồi em ơi, không đủ đêm. Lại phải đánh lại. Đen ghê nhở. À đúng rồi, đen luôn đi, mình sẽ tháo một đồ công ra cho chắc ăn. Chi tiết nhá. Đâu xem món gì nó tăng nhiều công. 28%, 6% là 34%. Vậy chắc mình sẽ tháo bó bên trên đi. Gỡ luôn này. Đây cho Zubia xài luôn. Để xem lên bao nhiêu công nhá. 3136 cộng với 4062. 7k2 em ơi. 7k2. Là bút thêm 140k. Tính ra không hơn bao nhiêu nhỉ? Còn la sức này thì mình sẽ tìm cái vũ khí. Cho này không có đồ. Chắc mình sẽ tháo của một con ra đi. Đây, mình sẽ tháo này đi. Công tăng HP này. Thêm 15% HP. Vừa giảm đêm lại tăng thêm HP. Quá đẹp luôn em ơi. 15% HP. 365k. Hơn được 15k. Chỗ này dùng cái đang không lo bị sâu đêm ơi. Kể cả bạo thì đứa vẫn không sao cả. Bạo đây, không sao. Đấy vẫn còn 20%. Búp khiên này. Julia búp 140k này. Bao nhiêu nhở? Chỗ nhanh quá mình không kịp soi mày. Lên luôn. Đấm luôn không có nhiều. Ui, đấm phun bạo luôn. Vẫn không mất máu. Riêng ở đấy mà có đồ là mất khá nhiều. Một xiên này. Búp máu luôn không có nhiều. Cứ có làm búp. Ốc chết lỡ tay. Ôi tí chết em ơi. Chỉ còn có 15%. Búp máu Wendy này. Đến la sớt. Một đấm định càn khôn. Để Anet mất vô địch này. Xui ghê nhở. Cứ lúc mất vô địch là đến lượt đánh. Cái game này nó tính theo lượt nhanh em ơi. Ví dụ như con HS này mà nó có vô địch, không đánh là nó sẽ không mất vô địch. Đấy búp khiên này. Lên luôn. Mày quá không chứ em ơi. Búp máu tiêu này. Mày quá đến lượt Zuya rồi. Bao nhiêu đây? 140 mấy k. Lại tiếp tục Wendy này. Xả luôn. Một đấm đi một em. Không đi luôn. Đen hết nhở. Thôi đánh thường đi. Dùng cái năng lại dụ như trận vừa rồi. Búp máu này. Bây giờ còn hai tướng nên là căn dễ hơn. Thôi sao rồi. Hay dùng cái lăng nhở. Dùng cái lăng luôn đi. Tại vì đêm giờ nó cũng bé hơn mà. Đấy vẫn còn 30%. Đánh thường thôi. Vẫn chưa đến lượt búp. Toang ghê nhở. Mày quá. Chuẩn bị đến lượt búp của con Blue. Alo, nói chung là tất cả mấy con em ơi. Nó úp cùng lượt mà. Một đấm phản 6k này. Lại đến Zuya. Nói chung là anh em mà không có lúc gì thì cố gắng lên Zuya công càng cao càng tốt. Lại búp khiên. La sớt. Giờ đánh không sợ mất máu luôn. Dùng cái lăng luôn. Đem hai con cho nhiều. Cái lăng hay là đánh thường nhỉ? Giờ đang nhiều máu. Cái lăng luôn đi. Một xiên. Một đấm đi luôn. Đánh thường này. Hai đánh thường. Một xiên. À quên. Ở đây. Có lên búp máu nhỉ? Búp máu để sau em ơi. Để sang đánh bốt búp máu. Giờ mà búp luôn. Sao sau là hơi toang. Một xiên này. Đánh thường hay búp máu nhỉ? Úp máu đi. Đây quái sẽ dùng cái lăng này. Đấy đẹp luôn. Một xiên. Hai xiên liền. Thổ dân mình đeo tai nghe mây. Thổ dân đánh thường có tỷ lệ xóa búp địch. Nếu mà anh em đeo tai nghe thì có tỷ lệ 2 lần xóa búp địch. Anh em thấy ngon không? À quên quên.
D1 thì đánh thường D1 to hơn. Đấy, rồi à, full cây luôn em ơi. Còn thừa luôn đấy, thừa máu luôn đấy. Đây anh em tham khảo nhá. La sớt công cao quá, anh em rút ra. Ui ôi, còn 30%. Đấy là mình còn rút đồ ra em ơi. Không rút ấy, quả đấy đi luôn. Một xiên này, hộp toang rồi. Vẫn không được em ơi. Đừng liên kích. Liên kích là thua luôn. Chán hết nhỉ. Nói chung là trận này khá hên xui em ơi. Đây còn là 4 phút, máu địch còn 5 cây, anh em bỏ qua không? Đấy, bây giờ anh em chú ý cho mình ải này. Cuối vô mình sẽ cho anh em xem trận ngày hôm qua mình đánh. Hơi tiếc một tí là trận hôm qua mình chưa full em ơi. Mình nhớ trận hôm qua mình quay hụt, gần đánh xong hai con quái ở hiệp trước, mình mới quay. Years later. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Turns to sun rays, and on we'll go.